Liệt Sơn thuộc tộc Xích Đế, mang trong mình sự cao quý của thần tộc. Họ thích xạ thuật và đừng bị vẻ bề ngoài làm cho mê hoặc. Liệt Sơn sở hữu khả năng công phạm vi xa, giỏi về dùng ngoại lực bắn chuẩn gây sát thương cho mục tiêu, đặc biệt là kỹ năng tích tụ lực, khiến nhân vật giữ được di chuyển linh hoạt, đồng thời phóng ra xạ kích tích lực cực cao. Hai trạng thái biến thân đặc sắc khiến năng lực của Liệt Sơn càng toàn diện hơn. Cho dù hóa thân ở thành linh hồ quay xung quanh địch hay biến thân dục hỏa nổ tung địch, đều khiến Liệt Sơn vô địch trên chiến trường.